Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bingo Studio. Hôm nay Bing sẽ hướng dẫn một ca khúc phụ của Blackpink, đó chính là ca khúc Don't Know What To Do. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi. Tay mọi người sẽ xoay cổ tay như này. Tan tan tan. Phải, trái, phải, trái. Rồi, sau đó mình sẽ nhảy ra giữa. 1, 2, 3, 4. Up 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, tà. 5 và 6, 7, 8. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2, đi. Don't know what to do without you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, tà, 6, tà, 7, 8. Sau đó mọi người đưa chân phải lên. 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ dằn qua bên này. 6, 7 và 8. Rồi lại nha. 5 nè, 6, 7 và 8. Rồi sau đó mình bật hai cổ tay xuống như thế này và quay ngang lại. 1, 2, 3, 4. Sau đó mọi người nhảy ra. Don't know what to do with that. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay. 1, 2, 3, 4. Phần cổ tay mình sẽ dễ qua giữ lại như thế này. 1, 2, 3, 4. Mở tay phải qua 5. Lùi chân lại. Chắc bùm, pop, bùm. Câu này khá là nhanh nên mọi người ráng cố gắng thuộc bài nha. 5, 6, tà, 7, 8. Chân phải mình sẽ lùi lại. Và up, lên. Rồi, 2, đi. 5, 6 và 7, 8. Rồi sau đó mình kéo qua bên đây. Kéo qua bên đây. Rồi mình sẽ đặt hông qua phải hai lần và đẩy tay ra hai lần. Sau đó mọi người lặp lại cái đoạn này một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Sau đó mình sẽ không làm như thế này nữa mà mình nhảy ra ngoài luôn. 1, tà, 2, tà, 3, 4 và ngược lại. 5 và 6, úp qua 7, 8, 1, 2, 3, 4 là nó sẽ qua cái phần thứ hai. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đếm một lần nữa tổng động tác lại nha. 2, đi. Don't know what to do without. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, up 7, up 8. 1, 2, 3, lặp lại. 5, 6 và 7, nhảy ra ngoài. 1 và 2 và 3, 4, 5 và 6, bum bum bum. 1, ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử ghép nhạc với tốc độ chậm xem là mình có học được cái bài ngày hôm nay hay không nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô nha mọi người. Chuẩn bị nha. Don't know what to do. 5, 6, 7, 8. Don't know what to do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 và 2 và 3 và 4. Don't know what to do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Nhảy ra. 1 và 2 và 3. Don't know what to do without. Yeah.
Ok, thế là đã hoàn thành xong cái bài học ngày hôm nay rồi. Bin rất hy vọng là tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được bài ngày hôm nay một cách xuất sắc nhất. Và đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin nha. Biết đâu có những bạn sẽ cần học online mà không có điều kiện đến lớp thì sao? Sự chia sẻ của tất cả các bạn sẽ giúp những bạn đó có thể học được ngay tại nhà của mình. Đến đây là video đã kết thúc rồi. Rất mong hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.